Website đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư mọi người theo dõi nha. Đây là tài khoản giao dịch của bên trung tâm đào tạo Forex mọi người theo dõi. Đó. Thì khi mà mọi người giao dịch được ở đâu thì mọi người phải đánh giá được các giá trị của người thầy của mình, chứ không phải là nhìn lướt qua ba cái hình chụp vớ va vớ vẩn. Đó. Sự thành công của mọi người không phải dựa trên vấn đề nhỉ, ở chỗ là nhỉ, học xong kiếm tiền ngay được, mà ở chỗ là nhỉ, các bạn có khả năng lấy được bao nhiêu tiền trên thị trường về, đó mới là gì nhỉ, cái xác thực nhất ở trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư thấy đó, với cả những cái lệnh giao dịch của bên trung tâm đào tạo Forex thì chúng tôi đã cho các bạn thấy rõ được giá trị giao dịch của bên chúng tôi. Cũng giống như các cái lệnh mà ra vào trên thị trường thì các bạn cũng đã thấy rõ được hiệu quả khi mà gì nhỉ? Chúng bên trung tâm đào tạo Forex vận dụng các giá trị này để giao dịch ở trên thị trường. Thì mọi người thấy rõ đó. Lệnh sáng nay và gì nhỉ? Lệnh sáng nay có phí swap sell, trên kia có phí swap đã được bên trung tâm đào tạo Forex là gì nhỉ? Thoát hết lệnh ra rồi nha. Đó, mọi người theo dõi thì mọi người sẽ thấy được điều này. Thì đây, lệnh sáng nay của chúng tôi sell chúng tôi đã thoát rồi, có phí swap nha mọi người xem. Swap 36 đô, lệnh này thì bên trung tâm đào tạo Forex cũng đã thoát rồi nha. Và chúng tôi có sell tiếp lại một lệnh. Theo những gì mà chúng tôi đánh giá trên thị trường thì chúng tôi đã vào và sẽ